Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Lành cho Người Việt. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học với chủ đề khá là thú vị, đó là tâm điểm của sự cứu rỗi. Qua câu gốc Ê-phê-sô chương 1 câu 7, lời Chúa chép rằng: Vì trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự phong phú của ân điển Ngài. Amen. Thư tín của Phao-lô gửi cho hội thánh ở Ê-phê-sô đặt nền tảng cho quyền năng cứu rỗi đạt được qua sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Cốt lõi của đức tin Cơ Đốc giáo được tìm thấy trong sự kiện này, sự tha thứ tội lỗi mà chúng ta kinh nghiệm với tư cách là Cơ Đốc nhân đến từ huyết của Đấng Christ đã đổ ra trên thập tự giá. Chúa Giê-xu đã sống một cuộc đời hoàn hảo và trở thành của lễ hy sinh toàn hảo cho sự đổ vỡ của cả nhân loại. Nếu không đổ huyết thì không có sự tha tội. Hebrews chương 9 câu 22. Và nếu không có sự tha thứ tội lỗi, chúng ta sẽ không thể đến gần Đức Chúa Trời thánh khiết và trọn vẹn của chúng ta. Cuộc đời, sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu mở đường cho chúng ta có mối quan hệ với Ngài. Chúa Giê-xu đã phó mạng sống của Ngài một lần đủ cả, điều đó có nghĩa là Ngài không phải chết một lần đủ cả. Một lần nữa, tất cả tội lỗi của bạn quá khứ, hiện tại và tương lai đều được tha thứ qua Chúa Giê-xu. Trên thực tế, không gì có thể tách bạn ra khỏi tình yêu mà Đức Chúa Trời dành cho bạn. Phao-lô nói rằng tất cả những điều này phù hợp với ân điển của Đức Chúa Trời và những lời hứa của Ngài. Xuyên suốt Kinh Thánh, Đức Chúa Trời hứa sẽ cứu chuộc dân sự Ngài. Ngài hứa sẽ giải cứu họ và giải thoát họ khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự đổ vỡ. Đức Chúa Trời hoàn thành điều này qua Chúa Giê-xu. Hãy nghĩ về tình yêu và ân điển lớn lao của Đức Chúa Trời dành cho bạn. Bạn có cảm thấy được tha thứ và tự do không? Hay bạn đang bị đè nặng bởi những sai lầm của mình? Dành thời gian thưa chuyện với Đức Chúa Trời, cảm tạ Ngài vì những gì Ngài đã làm cho bạn, nhắc nhở bản thân về những lời hứa của Đức Chúa Trời. Hãy cầu xin Ngài lấp đầy bạn với sự hiểu biết về tình yêu thương và ân điển của Ngài. Amen. Xin mời chúng ta cùng nhau suy ngẫm. Điều gì về sự tha thứ mà bạn cần nắm lấy nhất hôm nay? Một, Đức Chúa Trời đã tha thứ cho tôi nên tôi có thể tha thứ cho chính mình cách nhưng không. Hai, tôi đã được tha thứ nhiều vì vậy tôi có thể bày tỏ lòng biết ơn của mình với Đức Chúa Trời. Ba, vì Đức Chúa Trời đã cho tôi thấy sự tha thứ nên tôi có thể tha thứ cho người khác. Amen. Xin mời chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Đức Chúa Trời ơi, chúng con giơ tay ngợi khen món quà tha thứ của Ngài. Ngài đã xóa bỏ những sai phạm trong quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con và khiến chúng con trở nên mới. Chúng con luôn kính sợ tình yêu lạ lùng và ân điển vô biên của Ngài. Cảm tạ Ngài vì không gì có thể ngăn cách chúng con khỏi sự hiện diện của Ngài. Chúng con yêu Ngài, Chúa Giê-xu ơi. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe bài học Kinh Thánh ngày hôm nay. Và đừng quên chia sẻ kênh Tin Lành cho nhiều người biết đến tình yêu thương của Chúa. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị và các bạn.